Chào mọi người, đã trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái website chính thức của dự án VNDC của Việt Nam. Thì dự án này cung cấp các cái thông tin hữu ích cũng như là các cái hướng dẫn sử dụng của các công cụ giao dịch của nền tảng VNDC. Thì cái này nó là một cái ứng dụng giao dịch và lưu trữ tiền điện tử trên mobile. Nay thì ứng dụng này cũng đã hỗ trợ các cái hệ điều hành phổ biến nhất là hệ điều hành Android cũng như là hệ điều hành iOS, và mọi cái giao dịch của cái dự án VNDC này đều được thực hiện thông qua cái ứng dụng này. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách đăng ký tài khoản VNDC và bước đăng nhập vào tài khoản và xác thực tài khoản KYC và làm thế nào để kiếm được tối thiểu 300.000 mỗi ngày với ứng dụng này. Các anh chị có thể lên ứng dụng Google Play để mở ứng dụng này. Tiến hành cài đặt. Chúng ta đăng ký tài khoản, chúng ta điền tên, email và số điện thoại và mật khẩu và tiến hành đăng ký. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết luôn nhé. Đăng ký. Chương trình thông báo cho chúng ta biết rằng là vui lòng kiểm tra email và xác thực để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi xác thực trên email xong, chúng ta đăng nhập. Yêu cầu chúng ta kết hợp cái giao diện Smart OTP. Ứng dụng sẽ gửi về email đăng ký cái mã số OTP. Chúng ta lấy cái mã số OTP trong mail và nhập vào chương trình để chương trình verify tài khoản cho mình. Báo rằng verify Smart OTP là tôi tiếp tục theo này. Chúng ta vào nút 3 gạch bên tay trái của màn hình. Chúng ta tiến hành khai báo thông tin tại My Profile của trình, cập nhật số điện thoại di động phone number, cập nhật birthday, địa chỉ address và cập nhật avatar. Sau khi cập nhật xong, thoát ra bên ngoài và tiến hành verify cái account tài khoản của mình. Chúng ta khai báo đầy đủ thông tin để chương trình tiến hành verify account của mình bằng cách điền đầy đủ thông tin tại các mục quốc gia Việt Nam. Style mình chọn là chứng minh nhân dân, ID card cũng được, và tên, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, giới tính và bấm next. Do tôi đã cài đặt thành công cái chương trình này, thành ra tôi hướng dẫn các anh chị. Khi chúng ta bấm next xong thì tiếp theo, bước tiếp theo thì chương trình sẽ yêu cầu chúng ta chụp hình khuôn mặt và mặt trước của chứng minh nhân dân. Khi chúng ta làm xong nội dung này thì chương trình mất khoảng 5 tiếng đồng hồ đến 1 ngày để xác thực. Nếu mà xác thực thành công, chương trình sẽ gửi về email đăng ký của chúng ta là một thông tin rằng tài khoản của quý anh chị đã được KYC. Khi mà tài khoản của quý anh chị đã được KYC thì tại cái mục account verification KYC phía dưới thì nó có dấu tích về chọn thành người bên tay trái. Và nếu các anh chị mà chưa KYC thì không có dấu tích này nhé. Tôi sẽ chỉ cho các anh chị làm cách nào để lấy ví đồng tiền điện tử trên ứng dụng VNDC. Tôi lấy ví dụ lấy ví của đồng tiền Bitcoin, nhấn vào nút Bitcoin. Ứng dụng sẽ truy xuất cho mình một mã QR code và một link chữ về nhằn của ví. Chúng ta có thể quét qua QR code để lấy địa chỉ ví, hoặc là copy cái đường link này dán vào cái chương trình chúng ta trade hoặc là khai thác Bitcoin miễn phí. Khi có cái lượng Bitcoin tối thiểu mình rút, chúng ta rút về thì số lượng đồng Bitcoin sẽ chuyển về ví ứng dụng VNDC. Trong này là một số cái đồng tiền cơ bản của ứng dụng VNDC. Thì chúng ta thấy rất thiếu một số đồng tiền ứng dụng khác. Ví dụ như thiếu đồng tiền Litecoin, chúng ta vào phần option, chúng ta kéo lên, phát hiện đồng tiền Litecoin chưa được kích hoạt, chúng ta kích hoạt đồng tiền Litecoin, thoát ra màn hình. Thì như vậy chúng ta xuất hiện cái đồng tiền Litecoin. Chúng ta muốn lấy ví đồng tiền Litecoin thì mình làm cái tích video đồng tiền Bitcoin, lúc này tôi có giới thiệu với lại các anh chị. Sau khi cái tài khoản của mình được xác thực thì bạn sẽ nhận ngay 10.000 đồng cho phí VNDC. Vậy làm như thế nào? Và chúng ta kiếm từ 300.000 đến 500.000 mỗi ngày trên cái ứng dụng này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị luôn nha. Để có thể kiếm tiền trên nền tảng VNDC này thì thực sự rất là đơn giản. Mỗi người được bạn giới thiệu vào thì cả bạn và người được giới thiệu đều sẽ nhận được tối đa là 25.000 đồng. Thì cái cách lấy link giới thiệu như sau. Chương trình cho mình một cái link đã mời. Tại giao diện này mình có thể copy cái link mời và giới thiệu cho bạn bè của mình trên các nền tảng xã hội Zalo, Facebook, Fanpage và các cái trang mạng xã hội khác. Và bạn và người giới thiệu có thể nhận được tối đa 25.000 đồng. Bên cạnh đó, nếu bạn có khả năng giới thiệu nhiều người thì có thể đăng ký các chương trình đối tác hoa hồng giới thiệu, thì cái thu nhập từ hoa hồng của bạn sẽ tăng rất là cao. Một người thì 10.000, 10 người thì 100.000. Thì trên các trang mạng xã hội thì 20 người, 30 người thì thu nhập của bạn từ hoa hồng tuyến red có thể từ 300.000 đến 500.000 là không là vấn đề. Như vậy tôi đã giới thiệu cho các anh chị một cái ứng dụng VNDC rất hữu ích, vừa là một cái ví cho các đồng tiền điện tử, vừa là cái nơi để tạo nguồn thu nhập thụ động cho mình. Các anh chị thấy video của mình hay, vui lòng nhấn like và subscribe cho mình để mình có động lực ra video tiếp theo cho mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình và chúc các anh chị và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công trên mọi lĩnh vực. 2. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.